Trả Giá. Tác giả Phạm Xuân. Tập 5. Khi Năm về đến công ty, thấy nét mặt của Ái Liên đầy vẻ bực dọc, anh ta nói khích. Lo cho chồng quá ha, người ta tỉnh rồi kìa. Nhưng Ái Liên cũng không vui vẻ hơn, cô buông một câu. Vậy sao? Sao vậy? Trưa về nói chuyện. Thì ra sáng nay, cái tên Đạt Bệnh phải vào điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu, tích cực chống độc ở bệnh viện tỉnh, không biết do ai tung ra, mà mọi người trong chi nhánh đều biết. Họ tùm năm tùm ba chỉ để nói chuyện đó, làm việc lơ là, không hiểu vì sao người ta còn biết Đạt bị ngộ độc, nhưng ngộ độc chất gì thì vẫn chưa rõ. Nhưng sự việc xảy ra sau buổi liên quan tổng kết của công ty, nên có người cho rằng Đạt bị ngộ độc rượu, có người còn thì thầm, cho rằng hay là Đạt bị người nào đó trong số cổ đông đã đầu độc chủ tịch kiêm tổng giám đốc. Họ lấm lét nhìn quanh như sợ tai dách mạch rừng, chủ tịch mà còn bị ám hại, huống chi là họ. Dù Ái Liên đã giải thích bệnh Đạt cũng không có gì đáng lo, chỉ là áp lực công việc làm cơ thể suy nhược, anh nghỉ ngơi ít bữa sẽ lại sức. Nhưng tình hình không ai tin lời cô, nhất là khi cô nhắc nhở mọi người không có được đến thăm Đạt vì sếp cần được thư thái, không muốn bị làm phiền. Người ta lại nghĩ bệnh của Đạt trầm trọng, chắc là khó qua khỏi. Một số nhân viên lo sợ còn bán tháo cái số cổ phần mà họ có được, dù đó chỉ là 1%. Khi Năm xuất hiện ở cửa hàng, tự nhiên có vài người chỉ trỏ rồi nói thầm vào nhau. Tự nhiên không ai nói ai, mọi người tự động ai về chỗ nấy để lo làm việc. Họ nhìn Năm bằng ánh mắt e sợ. Mọi người nhớ đến những lời đồn đại về mối quan hệ bất thường của Năm và vợ chủ tịch. Thật ra chưa ai chứng kiến cảnh Ái Liên và người tài xế đang ngoại tình, nhưng cứ nhìn hai người liếc mắt đưa tình với nhau, người ta vẫn thấy sự nghi ngờ của mình về vợ sếp là đúng. Mọi người thương cho tổng giám đốc, tin bạn tin vợ, không nhìn ra quan hệ mập mờ của Nam và Ái Liên thôi. Bây giờ nhìn thấy Nam đứng bên Ái Liên, có người còn nghi ngờ hay sếp bị chính cặp gian phu dâm phụ này làm cách hại chết. Lâm Thành không tin những lời bàn tán kia về Ái Liên là sự thật, nhưng cô không chống lại được số đông. Cô đã làm việc cạnh Ái Liên 3 năm, cô không tin Ái Liên lại là người phản bội chồng, nhất là phản bội một người tuyệt vời như sếp Đạt. Lâm Thành chỉ còn biết kể lại mọi chuyện cho Ái Liên nghe để cô có cách ứng phó. Ái Liên rất bất ngờ về những thông tin này. Tại sao mọi người có thể nhìn ra mối quan hệ của cô và Năm được chứ? Cô đã cư xử kín kẽ như vậy rồi. Mà ngay cả Đạt cũng tưởng cô không thích, thậm chí là ghét Năm. Vậy tại sao người ngoài lại nhìn ra được? Hay là do bà Hiền bếp xếp nên mọi người đã biết chuyện? Nhưng chắc không phải. Bà Hiền từ sáng sớm đến chiều tối đều ở trong nhà, không có bao giờ đến cửa hàng. Làm sao mà bà đưa thông tin cho nhân viên ở đó được? Thật là oan cho cô, Ái Liên thầm nghĩ như vậy. Cô chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ hại chồng. Cô cho Đạt uống thuốc ngủ, chẳng qua là để được tự do đi lại với người tình thôi. Vậy sao mọi người lại kết tội cô? Rõ ràng là tối hôm đó, do cô không có chịu lấy thuốc, nên Đạt đã tự lấy để uống. Trong đó có Gardenal mà Đạt lầm là vitamin C. Khi Ái Liên phát hiện, cô cũng đã kêu chồng ói ra rồi, mà Đạt cũng đã ói ra 2 viên thuốc, chính mắt cô nhìn thấy. Chẳng qua là cô phát hiện trễ, chứ có phải cô biết mà làm ngơ đâu. Như vậy, việc Đạt trở nên nông nổi này là do ảnh, chứ có phải là lỗi của cô ta đâu. Nhưng người ngoài có ý nghĩ như vậy không? Nếu bác sĩ tìm thấy lượng thuốc an thần trong người của Đạt rồi điều tra cô thì làm sao đây? Nếu Đạt vẫn hôn mê,
Ái Liên có thể đổ lỗi cho chồng. Nhưng bây giờ Đạt đã tỉnh lại rồi, cô phải biết làm sao. Giá như mà Đạt đi luôn thì cô đã được giải thoát rồi. Lần đầu tiên Ái Liên muốn Đạt chết đi cho cô ta được tự do đi lại với người tình. Nhưng rồi cô lại nghĩ, nếu Đạt thực sự ra đi, người ta nhất định sẽ mổ tử thi, sẽ biết Đạt vì sao mà mất. Công an nhất định sẽ đến khám xét nhà. Đầu óc của Ái Liên quay cuồng, bao ý nghĩ đen tối. Cô không có tâm trí mà làm việc nữa. Trưa hôm nay, Ái Liên về nhà sớm hơn thường lệ. Cô nhìn quanh trong nhà không có ai. Bà Hiền vẫn đang nấu ăn dưới bếp. Mùi xào nấu thơm phừng phức. Ái Liên vội vàng vào phòng ngủ. Nhưng bà Hiền đã nghe tiếng động. Bà này thật thính tai. Bà nói giọng lên. Ai ở trên nhà đó? Nghe tiếng bước chân của người giúp việc, Ái Liên phải lên tiếng. Tôi đây. Xin lỗi mợ, tôi không có nghĩ mợ về sớm như vậy. Dì lo mà đi nấu ăn đi. Dạ mợ. Tiếng bước chân của bà Hiền xa dần. Ái Liên đóng cửa lại, mở tủ tìm thuốc Gardenal. Số thuốc ngủ này cô vẫn để hai nơi, một còn nguyên vỉ và một số đã bóc ra. Hôm qua Đạt đã đổ thuốc ra khỏi chai, không biết có vung phải không. Ái Liên đưa mắt nhìn quanh, sàn nhà đã được lau sạch sẽ, không còn dấu vết viên thuốc nào. Có lẽ bà Hiền đã dọn dẹp lúc sáng. Ái Liên mở tủ áo, đưa tay vào lớp ở dưới cái số quần áo, lôi ra hai hộp thuốc ngủ còn nguyên. Rồi cô lấy hộp đựng thuốc của Đạt ra, nhưng không thấy chai vitamin C chứa Gardenal đâu. Mồ hôi úa ra, nó đâu rồi? Hay là ai đã nhanh tay lấy mất? Ái Liên định gọi bà Hiền, thì cô nhìn thấy chai vitamin C trên bàn trang điểm. Cô bước tới, chụp lấy cái chai thuốc như sợ có ai giành mất. Cô ta mở nắp ra, thấy thuốc vẫn còn ở trong đó. Ái Liên phải hủy bỏ cái số thuốc này mới được. Cô cầm cái chai thuốc đi ra, tiện có thùng rác đặt ở trong nhà, cô đạp chân để mở cái nắp thùng, rồi ném chai thuốc vào trong đó. Vừa lúc này, bà Hiền trong nhà bếp đi ra, Ái Liên nhìn người giúp việc với vẻ khó chịu. Đưa ánh mắt dò xét bà Hiền, cô rất muốn biết bà ta đã nhìn thấy hành động vừa rồi của cô không. Ái Liên nhíu mày. Dì đã nấu ăn xong chưa? Dọn cơm lên đi, tôi còn phải nghỉ ngơi. Dạ, mợ ăn một mình thôi, phải không mợ? Sao lại một mình? Còn anh Năm nữa chứ? Dạ, tôi tưởng... Ái Liên nhìn thẳng vào mặt bà Hiền. Dì đừng có nói chỉ nấu ăn cho mình tôi thôi nha. Bà Hiền xoa xoa tay. Dạ, tôi đâu dám. Tôi vẫn nấu cho chú Năm đó chứ. Vì chú Năm chưa có về nên tôi tưởng chú ăn sau. Ái Liên quay ngoắt lên nhà trên sau khi buông thêm một câu. Cậu chủ nằm ở bệnh viện, nhưng tôi bầu bì, dì cũng phải nấu nhiều món ngon cho tôi tẩm bổ đó. Dạ, mợ, tôi biết rồi. Tôi dọn cơm ngay bây giờ. Ái Liên bước lên phòng khách, thấy Năm bước vào, né mặt câu có, lập tức giãn ra, trang điểm thêm một nụ cười duyên dáng. Năm bước đến bên người yêu, ôm lấy cô. Ái Liên hất tay Năm ra, nhưng anh ta cứ lì lợm bám lấy, còn lấy tay so so lên cái bụng bầu của cô. Ái Liên nhíu mày. Mụ Hiền, mụ ta để ý đó. Em sợ cái gì chứ? Không phải sợ, nhưng vào thời điểm này cần chú ý một chút, anh có hiểu không? Hay là em đổi người giúp việc đi? Em cũng muốn vậy, nhưng bà ta do má chồng của em giới thiệu tới. Với lại bây giờ mà đuổi, không phải bà ta sẽ lưu lo cái chuyện này hay sao? Ừ ha. Hai người vào phòng ăn. Bà Hiền cũng đi vào trước đó. Bà đang bày biện các món ăn trên bàn. Ái Liên ngồi đối diện với Năm. Năm nhìn sơ qua rồi khen. Chà, nhìn mấy cái món hôm nay thấy ngon quá. Bà Hiền không trả lời. Ái Liên trừng mắt. Chú Năm khen sao vậy không nói? Dạ. Bà vậy trả lời một câu thì mất mát làm sao? Bà Hiền cúi mặt không nói gì. Ái Liên hừ lên một tiếng. Vậy ăn sau thì ra ngoài đi. Tôi không có muốn nhìn cái mặt đưa đám của dì đâu.
ảnh hưởng đến con tôi sau này. Mà nè, bộ chị muốn trù ẻo anh Đạt hay sao vậy? Ờ, tôi đâu có dám. Vì ra ngoài đi. Bà Hiền lẳng lặng bước ra ngoài. Bà buồn bã dừng chân một lúc trước cửa phòng ăn. Ái Liên đưa mắt ra hiệu cho Nam, lập tức anh tiến đến bên cửa. Mở ra nhìn, bóng bà Hiền đã khuất phía trước. Cũng may là tiếng giày của Nam đã đánh động bà Hiền. Anh đóng cửa rồi trở vào bên trong. Ái Liên vừa gắp miếng thịt bò bỏ vào chén cho Nam vừa hỏi. Hồi sáng anh vào bệnh viện sao rồi? Nam chép miệng, ra vẻ không hài lòng, để kể lại mọi chuyện ở bệnh viện cho Ái Liên nghe. Anh ta thở ra. Cô em của anh Đạt thật là ghê gớm. Cô ta nói em không có ra cái gì hết. Anh chỉ muốn cho cô ta một cái bạc tai thôi. Nó tức cũng đúng. Vì em là vợ mà lại ở đây trong khi nó đang ở bên anh Đạt. Mọi người vẫn phải ở bên ngoài, có ai vào được đâu. Ở ngoài càng sốt ruột. Tối đó em ở lại có mấy tiếng mà mệt muốn chết luôn vậy đó. Và phải cảm ơn ba chồng của em. Cũng phải thôi, có qua có lại. Hồi ba chồng bị tai nạn, anh Đạt túc trực bên cạnh. Bây giờ anh Đạt có chuyện, ông ấy ở bên là phải rồi. Em không có lo lắng gì sao? Không phải anh nói là anh Đạt đã tỉnh rồi hả? Ừ thì ba chồng em nói vậy đó. Sáng nay, ông Đường đã điện thoại kêu Ái Liên đừng có đến bệnh viện nữa mà phải ở nhà để quản lý công việc. Liệu ba chồng cô có biết thông tin gì, có nghi ngờ gì cô không? Ái Liên nhớ khi cô hỏi Đạt bị bệnh gì, ông chỉ trả lời qua loa cho có chuyện. Cô thấy một nỗi lo lắng mơ hồ xuất hiện. Ái Liên tỏ vẻ ngẫm nghĩ. Ông ta tốt với em thật hay là đang dò xét em? Anh nghĩ thử coi. Tốt nhất sau cái giờ làm chiều nay em phải vào thăm Đạt. Sáng nay nhân viên bên công ty cứ làm loạn lên, làm em đau hết cả đầu à. Sao em hiền vậy? Đuổi hoặc dọa đuổi vài người là yên thôi. Anh đúng là sáng suốt. Chứ sao nữa, anh là quân sư của em mà. Nhưng mà em làm gì có quyền đó. Anh Đạt nói họ mới sợ. Thì em phải dựa vào anh Đạt, nếu không họ sẽ coi thường em đó. Nãy giờ mình nói chuyện vậy có ai nghe lén không ta? Không đâu, mà ta đã xuống bếp rồi. Bà Hiền đã đến bên ngoài từ nãy giờ. Bà nghe hai người nói chuyện thân mật như vậy, rất lấy làm khó chịu. Khi nghe câu nói của Ái Liên, bà hoảng hốt đi xuống dưới. Nhưng khi cánh cửa phòng ăn mở ra, bà Hiền đã quay lại. Bà thấy Nam ló mặt ra liền hỏi. Mợ với chú Nam ăn xong rồi phải không? Để tôi lên dọn. Nam nhìn bà Hiền trừng trừng. Nãy giờ dì ở đâu? Thì ở dưới bếp chứ đâu. Cũng hơi lâu nên tôi lên xem hai người đã ăn xong chưa. Mợ chủ nói mợ còn phải nghỉ ngơi. Dì chờ dọn đi. Bà Hiền vào phòng ăn. Ái Liên cũng đứng dậy về phòng. Bà bưng chén dĩa xuống dưới nhưng chưa dội rửa. Bà Hiền không muốn ăn đồ thừa vừa mới đem xuống. Bà chỉ đổ ít xì dầu ra rồi ăn qua lo cho qua bữa. Bà ngồi thừ một lúc rồi nhớ ra hành vi khả nghi của Ái Liên, không biết mợ chủ bỏ cái gì vào trong thùng rác mà có vẻ lo lắng khi nhìn thấy bà. Bà Hiền không nghĩ ngợi nữa. Bà rửa nhanh cái đống chén rồi úp lên kệ. Xong bà đến phòng kho, nằm xuống cái giường nhỏ trong góc. Chỉ một lát sau bà đã ngủ ngon lành. Thì lúc này nghe có tiếng Ái Liên gọi. Dì Hiền, giờ này mà dì còn ngủ được à? Bọn trộm nó vào khiêng dì đi đó, chắc dì cũng không có biết luôn. Bà Hiền lật đật ngồi dậy. À, hôm qua con cháu tôi bị sốt, tôi phải thức với nó nên bây giờ mới buồn ngủ. Xin lỗi mợ chủ. Lại lấy giò lấy trấu nữa, dì càng ngày càng tệ đó nghe. Thôi, tôi đi đây, dì lo mà coi nhà đó. Dạ. Ái Liên vừa mới đi qua công ty, bà Hiền ra đóng cổng rồi dội vào cái chỗ thùng rác. Bà mở ra coi, thấy một chai thuốc đang nằm bên trên. Bà cầm lên, vỏ chai thuốc còn rất mới, bên ngoài chai thuốc có hàng chữ vitamin C. Bà chợt nhận ra đó là chai thuốc hồi sáng bà lượm được dưới đất. Bà đã đặt lên bàn trang điểm của mợ chủ, có vài viên thuốc vương vãi dưới đất. Bà nghĩ chắc không có dùng được nữa, nên đã ném vào thùng rác. Bà Hiền mở chai thuốc ra, vẫn còn đến gần nửa chai.
sao mà Ái Liên lại ném đi? Bà Hiền phân vân một lúc, rồi bà lấy cái kính lão đọc hạn sử dụng, vẫn còn 9 tháng mới hết hạn. Bà Hiền thấy tiếc, nhưng bà không dám lấy. Mợ Ái Liên đem ném một cách lén lút như vậy, chắc có vấn đề gì rồi. Nếu bà lấy mà chiều về, mợ Liên kiểm tra lại thì sao? Mợ vốn là người rất đa nghi. Bà Hiền đổ ra khoảng chục viên thuốc, lấy tờ giấy gói kỹ lại, rồi chưa có yên tâm. Bà ta còn lấy cái túi ni lông trùng ra bên ngoài. Sau đó nghĩ sao, bà Hiền không ném chai thuốc mà lại lau sạch rồi đặt lại trên bàn. Trong khi đó, bên công ty, Ái Liên đã triệu tập cuộc họp bất thường để trấn áp dư luận. Tên Năm cũng có mặt để hỗ trợ cho cô. Ái Liên nhìn khắp mọi người một lượt rồi lên tiếng. Tổng giám đốc đang phải nằm bệnh viện. Lẽ ra mọi người phải đồng lòng làm việc. Chứ có đâu mọi người lại lợi dụng cái việc này để tùm năm tùm ba nói xấu lãnh đạo. Bây giờ, ai có chuyện gì muốn nói, đứng ra nói cho mọi người đi. Xong rồi thì lo mà làm việc. Không ai trả lời, Ái Liên lại nói tiếp. Tôi đã cho mọi người cơ hội. Nếu sau này ai còn tung tin đồn nhảm, thì tôi sẽ không có tha đâu. Tổng giám đốc gặp chuyện, các người lập tức muốn ức hiếp thôi rồi à? Năm trừng mắt. Ai dám làm bậy, cho nên đuổi việc đi. Đừng cho cái đồ vô ơn nó có cơ hội làm việc. Anh Năm nói đúng lắm. Ai có ý kiến gì nữa không? Mọi người im lặng không nói gì. Ái Liên khoát tay. Mấy anh chị ai về chỗ nấy đi. Lo mà làm việc. Mở cửa đón khách hàng. Tháng này mà doanh thu thấp thì sẽ bị phạt giảm tiền lương đó. Nghe nói giảm tiền lương, mọi người nhanh chóng trở về vị trí. Ái Liên tưởng như vậy là có thể trấn áp nhân viên. Nhưng thật ra, chuyện này càng làm sự nghi ngờ của mọi người tăng lên. Ở công ty, họ không có dám bàn tán. Nhưng khi ra ngoài, người ta không ngớt hóng chuyện. Họ lại còn thêm mắm thêm muối để câu chuyện ngoại tình của bà chủ càng thêm ly kỳ bí hiểm. Buổi chiều, Ái Liên vừa về nhà, thì ông Đường cũng vừa về đến. Ông vội vàng nói với con dâu. Số thuốc mà Đạt vẫn thường dùng con để ở đâu? Con đem ra cho ba coi. Ái Liên thấy nhẹ trong lòng. May mà cô đã dự liệu trước. Tuy vậy, cô cũng hỏi lại. Để làm gì vậy ba? Bác sĩ nói đem thuốc lên cho Đạt dùng, khỏi phải mua. Trời ơi, có bao nhiêu đâu ba, cứ uống thuốc bệnh viện cũng được. Ông Đường hơi bực tức. Nhưng mà bác sĩ đã nói vậy thì con cứ làm theo đi. Dạ, được. Ái Liên vào phòng, bĩm môi cười thầm. Cô lấy hộp thuốc của Đạt, nhưng chợt lại thấy chai thuốc vitamin C vẫn đang ở trên bàn trang điểm. Cô ta hốt hoảng, mở hộp bàn, ném đại vô. Cô nhớ hồi trưa, cô đã ném vào thùng rác rồi mà. Ái Liên dừng lại một phút để trấn tĩnh. Sau đó, cô ta mới ra ngoài, đưa hộp thuốc cho ông Đường. Ông Đường cầm hộp thuốc lên, mở ra xem rồi hỏi. Tất cả những thuốc Đạt thường uống đây sao? Còn loại nào nữa không? Ái Liên chột dạ, mặt của cô ta thoáng chút tái đi, nhưng vẫn trả lời. Là tất cả thuốc của anh Đạt đó, sao ba lại hỏi vậy? Thì ba sợ con có sót không? Bác sĩ cũng nói xem có loại thuốc nào Đạt không có thể uống. Dạ, bác sĩ cũng thật là có tâm. Thôi, để ba đem thuốc vào cho Đạt. Đạt nó tỉnh rồi, nhưng vẫn còn nằm ở trong phòng hồi sức. Người nhà chưa có được vào thăm, con không cần phải đến bệnh viện đâu. Con định chút nữa, chú Năm đón hai đứa về, con sẽ vào thăm anh Đạt. Ông Đường lắc đầu. Con ở nhà đi, bầu bì vào đó không có tốt. Ba hiểu thì con rất cảm ơn ba, nhưng mà con sợ có ai đó lại chê trách con không có biết lo cho chồng. Ông Đường cười nhạt. Thằng Năm đã nói lại với con rồi à? Cái thằng này cũng lẹ mồm lẹ miệng thiệt đó. Do con hỏi nên anh ta mới nói. Bà biết rồi. Thôi bà đi nghe. Con không cần phải sợ người này người nọ đâu. Ai có hỏi thì con nói bà kêu con ở nhà. Dạ. Ông Đường đi ra cổng. Bà Hiền đi theo định đưa cho ông mấy viên thuốc gói trong giấy. Nhưng Ái Liên đã gọi. Dì Hiền, dì đi đâu vậy? Bà Hiền hơi giật mình, quay lại. Tôi định đi ra đóng cổng. Không có cần đâu,
xe chở bọn trẻ sắp về rồi. Dì đóng làm gì? Dì vào đây, tôi có chuyện muốn nói. Bà Hiền nhìn ra ngoài, ông Đường đã lên xe đi mất. Bà quay vào nhà đi theo sau Ái Liên. Bất ngờ Ái Liên quay lại nhìn thẳng vào mặt của bà Hiền. Dì đừng có nhiều chuyện nha. Có phải dì định nói gì với ba chồng tôi không? Dạ, đâu có đâu mợ. Tôi đâu có chuyện gì để nói với ông chủ. Dì liệu hồn đó, đừng có dè dãn ba chồng tôi. Má chồng tôi mà biết, dì không có được yên đâu. Bà Hiền sợ hãi. Mợ ơi, mợ đừng có nói vậy, quan cho tôi. Tôi già cả rồi, sao lại làm mấy cái chuyện thất đức vậy chứ? Dì định chửi ai vậy? Đâu có chửi ai đâu mợ. Biết thân biết phận chút đi, đừng có sáp tới gần ba chồng của tôi. Dạ, tôi đâu có dám. Xuống bếp đi. Bà Hiền vừa đi được mấy bước, Ái Liên kêu giật lại. Dì Hiền, dì bỏ chai thuốc tôi ném trong thùng rác lên bàn của tôi chứ gì? Dạ, đúng rồi đó mợ. Tại sao tôi đã ném bỏ rồi mà dì còn dám lấy ra? Bà Hiền gãi gãi đầu. Dạ, tôi thấy cái chai thuốc còn mới, bỏ đi thì uổng nên tôi lấy ra, tôi định xin mợ cho tôi dùng. Ái Liên hứ một tiếng. Cho sao được mà cho, thuốc đó hết hạn rồi, dì dùng rồi có chuyện gì dì lại đổ thừa cho tôi à? Bà Hiền nhìn Ái Liên, bà nhớ thuốc vẫn còn hạn dùng khá lâu, nhưng bà giả vờ hỏi. Thuốc đó hết hạn thiệt hả mợ? Chứ còn gì nữa? May mà dì hỏi tôi chứ không thì uống vào tác hại không biết đâu mà lần. Hèn chi, dì nói vậy là ý gì? Hèn chi làm sao? Thì cậu chủ uống thuốc hết hạn nên bị bệnh đó. Thôi, tôi không có xin nữa, tôi sợ như cậu lắm. Ái Liên cau mày. Dì ăn nói bậy bạ gì vậy? Sao dì biết? À, sao dì nói anh Đạt uống thuốc đó? Bà Hiền làm ra vẻ thật thà. Thì sáng nay tôi dọn dẹp phòng ngủ của mợ, thấy đổ ra mấy cái viên đó. Vậy thuốc đó dì để đâu rồi? Tôi thấy giờ chắc không còn uống được nên ném vào thùng rác luôn. Có thiệt không? Tôi bỏ vào thùng rác, mợ không tin thì tự kiểm tra đi. Ái Liên nhìn bà giúp việc rồi căn dặn. Chuyện này dì không có được nói với ai đó. Ủa, sao vậy mợ? Thì người ta nói cậu không có cẩn thận, uống thuốc hết hạn mà không biết nên mới bị bệnh. Mà tôi cũng mới kiểm tra lại trưa nay, chứ tôi mà kiểm tra lúc trước thì đâu đến nỗi. Dạ, đặc biệt là không được nói với ba chồng của tôi, vì ổng biết sẽ trách tôi không có biết chăm lo cho chồng. Mợ chủ yên tâm đi, tôi sẽ không có nói với bất kỳ ai đâu, kể cả bà chủ. Nhớ đó, mà dì có nói cũng không ai tin gì đâu, biết chưa? Dạ, nếu vậy mợ dặn tôi chi, mợ thiệt là kỹ lưỡng đó nghe. Mà tối nay mợ có cần tôi ở lại không? Có thêm một người dẫn hơn. Ái Liên nhăn mặt. Không phải cháu dì bị sốt hả? Dì về nhà đi, không cần ở lại đâu. Dạ. Ông Đường đã đem số thuốc Ái Liên đưa cho ông. Đến bệnh viện giao cho bác sĩ Nguyên. Bác sĩ Nguyên chỉ lấy 2 viên mỗi loại để nhờ một người quen tin cậy ở bộ phận dược kiểm tra. Lạ một điều là kết quả cho thấy các loại thuốc đặt dùng đều đạt chuẩn, không có loại nào có chứa Gardeno, là chất gây hôn mê mà người ta tìm thấy qua mẫu chất ói của Đạt. Lúc này Đạt đã tỉnh, dù còn mệt, Đạt cũng đã có thể chuyện trò. Bác sĩ Nguyên khám cho Đạt xong rồi hỏi. Anh Đạt thấy trong người như thế nào rồi? Cảm ơn bác sĩ, tôi khỏe, nhưng thỉnh thoảng lại thấy hơi nhức đầu và thèm cái gì đó. Anh thèm cái gì? Tôi cũng không có biết rõ là thứ gì, cứ thấy thèm thèm. À, tôi hiểu rồi. Bác sĩ Nguyên về phòng, đem số thuốc mà ông Đường đã đưa vô, đưa lại cho Đạt xem, rồi nói với Đạt. Anh nhìn kỹ đi, rồi nói cho tôi biết, anh có biết những cái loại thuốc này không? Đạt cầm số thuốc lên xem đi xem lại, rồi trả lời. Mấy cái loại thuốc này đều là những loại thuốc tôi vẫn uống ở nhà. Bác sĩ Nguyên lại hỏi. Ngoài những cái thuốc này, anh có uống thêm loại thuốc nào nữa không? Tôi có uống thêm thuốc vitamin C, nhưng trong cái số thuốc này lại không có thấy vitamin C. Anh nhận ra được luôn sao? Thì ngoài vỏ chai có ghi tên vitamin C mà,
sao tôi không có nhận ra được. Anh mua vitamin C ở quầy thuốc phải không? Không, là do vợ tôi mua. Cô ấy thấy tôi mệt mỏi nên cho tôi uống để nâng cao sức đề kháng. Rồi như nhớ ra điều gì, Đạt nói thêm. Uống cái thuốc đó hình như là dễ ngủ hơn. Hôm đi liên quan về, tôi thấy vợ cằn nhằn nên tự lấy uống. Mà mệt quá nên uống thêm cả một đống. Cứ nghĩ uống nhiều sẽ mau khỏe, say nên mới nghĩ bậy bạ vậy đó. Nguyên đứng yên không nói gì. Đạt thở dài. Cũng tại tôi mà mọi người phải lo lắng. Mọi người không có trách anh đâu. Anh không cần phải tự trách mình. Nói ra thấy không biết có đúng hay không. Tôi chợt nghĩ ra hình như tôi muốn uống vitamin C thì phải. Muốn lắm đó. Bác sĩ Nguyên nhìn Đạt. Vậy à, tôi sẽ kê thêm vitamin C cho anh. Thôi, anh nghỉ ngơi cho khỏe. Với tình hình như thế này, mai anh có thể chuyển đến khoa nội rồi. Tôi có thể ở lại đây đến khi xuất viện được không? Nguyên nheo mắt. Anh muốn ở lại đây à? Tôi không có muốn mọi người nhìn tôi như thế này rồi tới thăm hỏi. Ở đây không có ai vào thăm nom được. Nguyên thở ra. Để tôi coi. Để đạt ý của anh với trưởng khoa coi thế nào. Chứ ở khoa này tiền viện phí cao hơn. Nằm lâu sợ mấy anh bảo hiểm y tế xuất toán. Tôi có thể xin nằm dịch vụ để khỏi ảnh hưởng khoa của anh. Có được không? Được rồi. Tôi sẽ hỏi lại. Anh yên tâm nghỉ ngơi cho nó mau lành bệnh ngang. Đạt nhắm mắt nằm yên, nhưng không ngủ. Có lẽ do mấy ngày nay ăn nằm một chỗ, không có hoạt động. Bác sĩ Nguyên nhìn Đạt với vẻ thông cảm. Bác sĩ vẫn chưa nói cho Đạt biết anh ngộ độc Gardenal. Đạt chỉ biết mình bị ngộ độc rượu mà thôi. Tự dưng, Nguyên thấy nghi ngờ viên thuốc vitamin C chắc có vấn đề. Không thì sao Đạt lại muốn uống như vậy? Bác sĩ kê thêm vitamin C vào bệnh án của Đạt và kêu điều dưỡng đi phát thuốc. Nhưng khi cô điều dưỡng đưa thuốc cho Đạt, Đạt lắc đầu nói với Nguyên. Không phải cái loại này bác sĩ ạ. Nguyên trấn an. Thuốc dù cũng một loại, cũng có thể có nhiều mẫu mã khác nhau. Anh cứ uống đi, là vitamin C đó. Nhưng một giờ, rồi hai giờ trôi qua, Đạt vẫn không tìm thấy cảm giác như ngày trước. Đạt vẫn thấy thèm thèm vitamin C ở nhà. Nguyên hiểu vitamin C mà Đạt thèm là Gardenal. Bác sĩ lắc đầu thở dài. Không lẽ là vợ của Đạt có liên quan đến việc nghiện thuốc của anh? Nhưng đó chỉ là suy đoán của bác sĩ thôi. Nguyên không muốn nói cho ai biết. Khi bác sĩ Nguyên ra ngoài hành lang, ông Đường vẫn còn ngồi đợi trên ghế. Thấy Nguyên, ông mừng rỡ đứng lên, đi theo. Đến chỗ mấy cái ghế đá, bác sĩ và ông Đường cùng ngồi xuống. Không để ông Đường hỏi, bác sĩ Nguyên đã thở dài. Kết quả các loại thuốc đều đạt chuẩn đó bác à. Đều đúng là những loại bác sĩ đã kê đơn cho anh Đạt. Vậy thì cái loại thuốc ngủ đó ở đâu ra? Gần đây Đạt có tâm sự với bác. Không lẽ Đạt tự mua uống và giấu chúng ta? Bác sĩ ngẫm nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng. Cũng có thể như bác đoán đó. Nhưng mà cháu hỏi chuyện anh Đạt. Anh ấy nói có dùng thuốc vitamin C do vợ mua. Ông Đường nhìn bác sĩ Nguyên. Vậy vitamin C đó có trong khai thuốc mà tôi đưa đến hay không? Dạ không. Mà anh Đạt còn nói tối hôm đó anh đã uống nhiều viên vitamin C đó. Thiệt vậy à? Dạ anh Đạt nói như vậy làm cho cháu nghi ngờ. Có chuyện uẩn khuất liên quan đến chai vitamin C. Đó không phải là vitamin mà là thuốc an thần. Cháu nghi ngờ cái chai vitamin C là đúng. Nhưng không biết ai là người mua cái chai thuốc này. Nếu Đạt tự mua thì sao? Anh Đạt đã nói với cháu là vợ của ảnh mua. Vậy à? Nói thật, ngay khi nghe cháu nói Đạt bị trúng độc thuốc ngủ, bác rất muốn nhờ công an vào cuộc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sợ liên lụy người nhà, nên bác lại thôi. Có lẽ bác phải nhờ bên công ty thám tử điều tra xem mới được.
Bác sĩ Nguyên tỏ vẻ suy tư. Những ngày mà anh Đạt nằm bệnh viện, tụi cháu đã theo dõi và làm xét nghiệm đầy đủ, đã phát hiện anh Đạt có dấu hiệu nghiện Gardenal. Lần này sẽ điều trị dứt điểm cho anh luôn. Dạ, cảm ơn cháu. Bác đừng có khách sáo. Bác sang chỗ nhà trọ nghỉ ngơi đi. Hết giờ hành chánh, bác quay lại, bên khoa có thể để cho bác vào thăm anh Đạt vài phút. Bác biết rồi. Cháu đi lâu quá rồi, bây giờ cháu phải về khoa. Dạ, cháu đi đi. Bác nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nha. Anh Đạt vậy là tốt rồi. Bác đừng có lo lắng nữa. Anh Đạt lại muốn ở lại bên khoa của cháu đến khi xuất viện đó bác à. Vậy cũng tốt. Bác biết rồi. Ông Đường tự dưng thấy bất an. Không lẽ con dâu ông lại liên quan đến việc đầu độc con trai ông sao? Hoặc chỉ vô tình mà gây ra? Hay mà không phải đâu. Ông Đường còn nhớ dáng vẻ thất thần của con dâu khi ông và tên Nam đó đến bệnh viện. Cả khi cô ôm chầm lấy Nam, tiếng khóc nghẹn ngào nghe rất ai oán. Ông Đường biết cô ta rất đau khổ, nhưng mà như vậy là thế nào? Ông xâu chuỗi lại mọi sự việc. Ông không muốn kết án con dâu, nhưng nếu thật sự cô ta là thủ phạm gây ra sự việc vừa rồi, ông cũng sẽ không có tha thứ. Ông Đường lại nghĩ đến đứa con Ái Liên đang mang trong bụng. Ông không đủ nhẫn tâm để cháu ông sinh ra không có cha. Vậy thì ông phải làm sao đây? Đạt vẫn nằm bệnh viện 2 tuần. Việc điều hành công ty Đạt ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc Quốc Hùng. Quốc Hùng là người có năng lực và trách nhiệm nên mọi việc đều suôn sẻ. Chỉ có chút trở ngại ở chi nhánh 1 vì Ái Liên vẫn chưa quen nghe lệnh từ người khác. Nhưng rồi đâu dẫn vào đấy, doanh thu không có gì vậy mà giảm xuống, lại có xu hướng tăng lên, nhất là ở 2 chi nhánh 2 và chi nhánh 3. Đạt rất yên tâm và tin tưởng vào người phó của mình. Đúng là Quốc Hùng đã không phụ lòng kỳ vọng của Đạt. Ông Đường không muốn con trai biết anh bị ngộ độc thuốc ngủ, nên ông phải cho Đạt ở phòng dịch vụ, đồng thời đề nghị các y bác sĩ chỉ nói cho Đạt biết anh đang bị ngộ độc rượu mà thôi. Nhưng một buổi chiều, lúc Đạt tiễn ông Đường về, thì quay lại, tình cờ Đạt nghe hai cô điều dưỡng nói chuyện với nhau về người bệnh tên Đạt bị nghiện đang nằm ở phòng dịch vụ. Họ còn kháo nhau, đó là một đại gia ăn chơi, muốn tìm cảm giác mạnh nên mới bị nghiện ngập. Hai cô điều dưỡng thấy Đạt đi bên cạnh, họ sợ hãi lắc đầu và đi nhanh về phía phòng hành chánh. Đạt chặn lại gặng hỏi. Hai cô vừa nói cái gì? Cả hai cô lấm lét nhìn nhau, lát sau một người lên tiếng. Tụi tôi có nói cái gì đâu. Tôi vừa nghe các cô nói Đạt bị nghiện. Nhưng đó không phải là anh, là một người khác. Bộ chỉ có mình anh tên Đạt thôi sao? Anh hãy xích ra để tụi tôi còn đi làm việc nữa. Đạt đành tránh ra cho họ đi. Nhưng anh biết họ đang nói về mình. Nếu đúng như họ nói, thì anh là người bị nghiện sao? Sao có thể như vậy được? Đạt hoang mang, lo lắng, cả đêm đó không có ngủ được. Sáng hôm sau, khi bác sĩ Cát đến khám bệnh cho Đạt, tự dưng Đạt cầm tay ông rồi hỏi. Bác sĩ cho tôi biết tôi đang bị bệnh gì mà phải nằm điều trị lâu như vậy. Bác sĩ Cát ngồi xuống cạnh Đạt. Bữa nay sao cậu lại hỏi tôi như vậy? Lúc vào khoa, tôi đã từng nói bệnh của cậu rồi mà. Cậu bị ngộ độc rượu, lại có vài bệnh nền, đương nhiên là phải nằm lâu rồi. Xin bác sĩ đừng có dối tôi nữa. Tại sao mọi người đều giấu tôi? Tôi là một thằng nghiện, không thể chữa khỏi, có phải không bác sĩ? Cậu hãy bình tĩnh đi. Bệnh cậu đang diễn biến tốt, vài ngày nữa là tôi sẽ cho cậu xuất viện. Có phải cậu nghe ai nói cái gì phải không? Tôi không có định giấu cậu, chỉ là muốn sau khi cậu bình phục sẽ nói ra cũng không có muộn. Tôi có thể lành không bác sĩ? Đương nhiên là có thể lành rồi. Cũng nói luôn cho cậu biết, loại thuốc gây ngộ độc, gây nghiện cho cậu có tên là Gardenal. Cậu đã dùng kéo dài nhiều ngày, nhưng sổ khám bệnh của cậu không thấy bác sĩ kê đơn cái loại này. Ba cậu lo lắng, có ai đó đã tráo thuốc cho cậu.
Thì ra là như vậy à. Chúng tôi là những người thầy thuốc, trách nhiệm là chữa bệnh cho cậu. Còn nếu cậu muốn điều tra mọi việc, thì cậu có lẽ nên báo với công an. Cảm ơn bác sĩ. Mong bác sĩ không có nói lại với ba tôi về cuộc nói chuyện này. Được rồi. Chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến ai. Tôi đồng ý với cậu. Mà nè, sao cậu và ba cậu giống nhau quá vậy? Đạt chỉ mỉm cười, không nói gì. Ba ngày sau, Đạt được bác sĩ cho xuất viện. Ông Đường vào từ sớm. Ông dành đi làm thủ tục thanh toán, rồi nhận giấy ra viện cho Đạt. Tin tưởng Đạt không hay biết tình trạng bệnh tật của mình. Anh cứ để cho ông Đường làm theo ý của ông, không để ông nhận ra anh đã biết tất cả. Ông Đường còn không biết một bí mật bệnh tật mà Đạt đã phát hiện ra thêm ở trong thời gian nằm điều trị ở bệnh viện này. Ông Đường đã điều tra ra được thuốc Gardinal là do Ái Liên mua và biết cả cái chỗ bán cho cô con dâu. Nhưng ông Đường chưa muốn làm lớn chuyện. Con dâu ông đang mang bầu, ông sợ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé trong bụng. Ông Đường định sẽ gặp Ái Liên để cảnh cáo cô ta. Bởi vậy, ông quyết định không có điện thoại cho con dâu, chỉ thông báo cho hai người em gái của Đạt biết. Vợ chồng Hằng bận không có đến được, chỉ có vợ chồng của Nga đưa xe đến đón ông Đường và Đạt về nhà. Đạt đã khỏe, chỉ có người là hơi ốm so với hồi trước. Nhưng như vậy càng làm cho anh điển trai hơn. Bà Hiền mở cổng cho cậu chủ, mắt bà rơm rớm. Bà đến bên cậu, suýt xoa vì thấy cậu ốm quá. Bà đã mấy lần muốn làm cơm đem về cho cậu, mà nghe nói người ta không có cho đem đồ ăn từ ở ngoài vào bệnh viện, nên lại thôi. Bà Hiền muốn cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho Đạt tai qua nạn khỏi. Đạt cười cười, nhìn bà giúp việc với vẻ trìu mến. Trưa nay, dì nhớ nấu ngon ngon ngang, có cả ba tôi và hai em nữa. Nga lắc đầu. Tụi em không có ăn trưa đâu, tụi em về đây. Đã đến đây rồi thì vào ăn với anh bữa cơm đi. Thành chồng của Nga mỉm cười. Anh đã nói vậy thì tụi em sẽ ở lại. Bà Hiền đoan đã. Mời ông và hai em vào nhà, tôi nấu một chút là xong ngay mà. Lúc đó, ông Đường và mọi người mới vào nhà. Đạt nói với mọi người. Ba và hai em ngồi chơi nghe, dì Hiền đi pha nước giúp. Con phải vào tắm rửa cái đã. Đi đâu cũng không có bằng nhà của mình. Ông Đường ngồi xuống ghế. Được, con đi tắm đi. Đạt vừa vào phòng tắm thì Ái Liên cũng vừa vào nhà. Cô đã thấy bà Hiền mở cửa cho xe hơi vào nên vội vàng về. Ái Liên hơi ngạc nhiên về sự có mặt của ông Đường và vợ chồng Thúy Nga. Cô đưa mắt dò hỏi. Dạ, ba đến có việc gì vậy thưa ba? Anh Đạt sao rồi ba? Thúy Nga nhìn chị dâu, giọng nói có đôi chút mỉa mai. Đáng lẽ từ tôi phải hỏi chị câu đó mới đúng đó. Anh Đạt là chồng của chị, sao chị hỏi ba là anh Đạt sao rồi? Còn nữa, không có gì thì ba với tụi tôi không đến đây được à? Ồ kìa, cô Thúy Nga, sao cô lại nói chị như vậy? Thúy Nga bĩm môi nhìn vào bụng của Ái Liên. Lần này chị sanh đôi hay sao mà cứ mới có 5 tháng cái bụng đã lớn to vậy rồi, chị dâu? Ái Liên mệt mỏi trả lời. Gần 6 tháng rồi mà cô. Chị thấy mệt mỏi vậy hàng chi chị ở nhà miết, không có mấy khi thấy chị ghé vào thăm chồng. Thì chị cũng phải quản lý công ty, ba và anh Đạt cũng nói chị bầu bì, đừng có vào bệnh viện, chứ chị có phải không có muốn vô đâu. Nga cười nhạt. Tôi được biết là dạo này anh Quốc Hùng mới là người quản lý công ty, chị vẫn làm công việc kế toán của chị thôi mà. Ông Đường đưa mắt nhìn con gái. Đành rằng là anh Quốc Hùng quản lý, nhưng chị con cũng phải coi sóc cửa hàng thay cho có anh con chứ. Còn hơn thua với chị làm gì? Thì con có sao nói vậy thôi mà ba. Ái Liên nhìn ông Đường. Trưa nay ba với cô chú ở lại ăn cơm với con nghe, để con dặn dì Hiền nấu ăn. Cảm ơn chị dâu. Anh Đạt đã nói với dì Hiền rồi. Ái Liên ngạc nhiên. Anh Đạt được xuất viện rồi hả? Sao không ai nói với con vậy? Để con đi đón ảnh. Thì bây giờ anh Đạt về rồi đó.
chị dâu bầu bì với bận việc công ty, 3 giờ tụi em đi đón là được rồi. Nói chuyện đến đó, thì Đạt mở cửa phòng ngủ bước ra. Ái Liên sững sờ nhìn chồng. Anh khỏe thiệt rồi hả? Đạt ngồi xuống ghế. Sao em có vẻ ngạc nhiên vậy? Ái Liên trả lời chồng bằng một câu hỏi khác. Sao anh về mà không gọi em đi đón? Anh thấy em bận bịu công việc, với lại còn bầu bì, nên nhờ chú Thành đến đón là được rồi. Nhà mình có tài xế mà anh, làm vậy có phiền cô chú hay không? Thúy Nga cười khẩy. Anh em ruột, chứ có phải là người ngoại đâu mà phiền, chị dâu. Với lại, người kia là tài xế của công ty, chứ có phải là người giúp việc ở nhà mình đâu chị. Ái Liên giả lả. Là chị sợ cô chú phải bỏ công bỏ việc thôi mà. Vừa lúc đó, Năm vội vã đi vô, anh đã thấy chiếc xe hơi đậu bên ngoài, nhưng không nhớ của ai. Nhìn thấy Đạt và những người khác, Năm có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng anh ta nhanh chóng đi về phía Đạt. Anh được xuất viện rồi hả? Trời ơi, em mừng quá, dáng anh mọi việc cứ rối tung rối mù lên đó anh à. Ông Đường cười nhạt. Làm gì mà đến nỗi như vậy cậu Năm? Tôi thấy cậu Quốc Hùng làm việc cũng đâu ra đó lắm chứ. Năm chép miệng. Là bác không có biết đó thôi. Anh Quốc Hùng sao bằng anh Đạt nhà mình được? Đó là chưa kể anh ta lợi dụng anh Đạt không có mặt ở công ty làm mưa làm gió. Ngay cả chị Ái Liên mà anh ta cũng không có kiêng nể chút nào. Ái Liên gật đầu như xác nhận lời của Năm. Nhưng Đạt lại lắc đầu. Là tôi kêu anh Quốc Hùng làm như vậy đó. Người đứng đầu thì phải ra giá người đứng đầu để anh em tâm phục khẩu phục mà làm theo. Phải có tôn ti trật tự, người trên kẻ dưới, chứ đâu cá mè một lứa được. Năm ngượng chín mặt. Em xin lỗi, em không biết đó là ý của anh. Tôi rất hài lòng có người phó như là anh Quốc Hùng. Anh ấy làm việc còn tốt hơn tôi nữa, thiệt đó. Bà Hiền hồ hởi đi lên trên, bà vui vẻ cất tiếng. Xin mời mọi người xuống ăn cơm. Hôm nay cậu Đạt trở về, coi như nhà mình ăn mừng một bữa. Năm cũng đi theo mọi người xuống. Nga trố mắt nhìn rồi hỏi. Anh ăn cơm chung với nhà anh Đạt hả? Từ trước tới bây giờ vẫn vậy mà. Cô thấy có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì. Nhưng anh ở bên văn phòng mà lại sang đây ăn cơm hả? Vậy nửa tháng anh Đạt nằm bệnh viện, anh cũng ăn cơm chung với chị dâu. Còn có gì Hiền mà. Thì tôi có nói gì đâu, sao anh phải giải thích? Nam đỏ mặt không nói gì. Thúy Nga mỉm cười đầy vẻ mỉa mai. Nam đã nhìn thấy nụ cười đó. Anh ta tức giận lắm. Một ý nghĩ đen tối chợt đến trong đầu của tên Nam. Để coi, rồi cuối cùng ai sẽ cười ai? Anh ta sẽ làm cho những người ở đây trừ Ái Liên sẽ còn cười trong nước mắt mà thôi. Ái Liên quay sang Đạt, ôm chồng. Nhưng Đạt đã gạt tay cô ra. Hụt hẫng, cô buồn bã nói. Anh sao vậy? Anh không nhớ em hả? Đạt nhìn vợ, anh tủm tỉm. Nhớ em chứ sao không? Vậy em có nhớ anh không? Đương nhiên là nhớ anh. Nhưng ba sợ ảnh hưởng đến con của chúng ta nên không có cho em vào bệnh viện. Anh giận em vì cái chuyện đó hả? Không, anh có giận em đâu. Vậy thì sao em thấy anh không có được vui? Đạt chồm dậy nhìn thẳng vào mặt vợ. Em có biết vừa rồi vì sao mà anh phải nằm bệnh viện không? Không phải vì anh uống rượu nhiều hả? Không phải đâu. Em muốn biết nguyên nhân không? Là gì hả anh? Anh bị ngộ độc Gardenal. Sao anh biết? Rồi như thấy mình lỡ lời, cô lại hỏi. Bác sĩ nói anh như vậy sao? Em biết tại sao bị ngộ độc không? Ái Liên đột ngột xích lại phía tường. Làm sao em biết được? Sao anh hỏi kỳ cục vậy? Anh nghi ngờ em hả? Anh không có nghi ngờ em. Nếu anh tìm được ra kẻ hại anh nhất định không có tha. Anh nói không có nghi ngờ em, nhưng thái độ của anh làm em sợ. Em có liên quan gì đâu mà sợ. Thôi, em ngủ đi. Anh cũng mệt rồi. Ngày mai anh còn phải xem tình hình công ty thế nào cái đã. Dạ. Đạt nằm ngửa người chậm rãi nói. Thời gian này anh thấy người không có được khỏe. Có lẽ anh sẽ bàn giao công việc bớt cho anh Quốc Hùng. Còn nữa, anh sẽ trả nợ cho ba bằng cái số cổ phần anh đang có. Em cũng biết trước đây, ba đã từng nói với em,
ba cho anh mượn số vốn lớn. Anh sao vậy? Sao bây giờ lại nói cái chuyện đó? Vợ chồng với nhau, anh phải nói trước để em không có bỡ ngỡ. Mai anh sẽ chuyển nhượng để trả cho ba. Sao dội vậy anh? Ba đã đổi gì đâu. Số cổ phần của anh phải lớn thì địa vị của anh trong công ty mới vững vàng chứ. Em chỉ nên lo cho con, những cái chuyện khác để cho anh. Anh không để em và các con thiệt đâu. Anh à, còn chuyện này nữa, anh đã định hỏi em mà cứ quên. Chai thuốc vitamin C anh thường uống mỗi đêm đâu rồi em? Anh tìm hoài mà không có thấy. Chai thuốc đó hết rồi, em chưa có mua chai mới. Hết thật à? Hôm đó khi anh uống, anh thấy vẫn còn khá nhiều mà. Ái Liên hơi lúng túng. Hôm đó anh làm rớt thuốc ra sàn, sáng hôm sau dì Hiền quét dọn đã bỏ hết vào thùng rác rồi. Vậy sao? Dạ, nếu cần em sẽ mua chai khác cho anh. Thôi, em không phải nhọc công nữa. Bác sĩ đã dặn anh chỉ được uống những cái loại thuốc ở bệnh viện thôi. Dạ. Ngủ đi. Đạt quay người lại với Liên nhắm mắt, nhưng anh không ngủ, giả vờ cất tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Ái Liên cũng không có ngủ được, chỉ nghe thỉnh thoảng có tiếng thở dài phát ra. Cô có cảm giác Đạt đã biết gì đó, chỉ là anh chưa có nói ra mà thôi. Ngay cả ông Đường, ánh mắt ông nhìn cô có cái gì đó rất lạ, không giống như trước kia. Mãi đến gần sáng, Ái Liên mới ngủ được. Cô không biết Đạt vẫn âm thầm quan sát. Đạt vẫn còn yêu thương vợ nhiều lắm. Anh biết Ái Liên đã cho anh uống thuốc an thần, nhưng lý do đằng sau thì anh chưa có rõ. Tình cảm của Đạt đối với vợ bắt đầu có vết rạn nứt khó hàn gắn được. Sáng hôm sau, khi Ái Liên còn ngủ mê mệt, thì Đạt đã thức dậy. Anh lên tầng 2, ghé qua phòng của Dương và Ái Thu. Cả hai đều vẫn ngủ ngon lành. Gương mặt các con ngây thơ và thánh thiện khiến cho Đạt thấy nhẹ lòng. Anh có thể vì con mà tha thứ cho vợ, nếu lỗi của Ái Liên có thể tha thứ được. Đạt thở dài, còn nếu như cô cố tình hạ độc anh, thì làm sao anh có thể sống chung với người như vậy? Suốt cả buổi chiều hôm trước, Ái Liên đi làm, Đạt đã cố tìm chai vitamin C đó nhưng không thấy. Bà Hiền nhìn anh tìm kiếm bằng đôi mắt rất lạ. Bà còn hỏi anh muốn tìm cái gì nhưng anh không trả lời. Chợt một suy nghĩ thoáng qua trong đầu của anh. Hàng ngày chỉ có bà Hiền ở nhà hay là... Nhưng rồi anh lại xua cái ý nghĩ đó đi. Bà Hiền mà anh biết là người phụ nữ thật thà, nhân hậu, bà sẽ không có làm cái chuyện có hại cho anh. Đi đến cầu thang, lặng lẽ bước xuống. Khi đi ngang qua phòng ngủ, Đạt nhìn vào vẫn thấy Ái Liên đang ngủ ngon lành. Anh đi ra trước nhà, đổ nước đầy bình tưới, rồi tưới nước cho mấy giò lan. Cả nửa tháng nay không có bàn tay chăm sóc của Đạt, vậy mà các giò lan vẫn kiên cường vươn thẳng. Một vài giò còn đang ra hoa, những chuỗi hoa tím tím xinh đẹp làm cho lòng của Đạt nhẹ nhõm. Hoa lan đúng là một loài hoa có sức sống bền bỉ. Đạt cũng sẽ cố gắng được như vậy. Một lát sau thì bà Hiền cũng đã tới. Hôm nay bà đến sớm nửa giờ. Bà Hiền muốn nấu cái món bún riêu cho cả nhà ăn. Đạt trở về, bà Hiền vui thật sự. Bà nấu xong lên tầng 2 gọi Dương và Ái Thu dậy. Đạt đi sang bên cửa hàng chi nhánh 1 trước. Mọi người gặp Đạt, ai cũng vui mừng. Họ giải thích chuyện không đến thăm ở bệnh viện là do vợ của Đạt cấm không cho đi. Đạt tươi cười nói, đó là ý của anh. Vợ anh chỉ là chấp hành, Đạt không muốn có hình ảnh xấu trong mắt mọi người. Tiếp đó, Đạt lại sang bên hai cơ sở 2 và 3. Ở đâu, anh cũng chiêu đãi tất cả nhân viên một chầu cà phê sáng. Mọi người vui vẻ đón nhận, chia sẻ niềm vui trở lại làm việc của Đạt. Anh về nhà vẫn cố giữ thái độ bình thường, nhưng Ái Liên vẫn nhận ra chồng có gì khang khác so với trước. Ánh mắt của anh nhìn cô không còn đầm thắm yêu thương như trước, mà hình như có chút ngờ vực. Khi nói chuyện với vợ, Đạt thường nhắc đến việc anh ngộ độc thuốc ngủ, việc anh phải truy tìm thủ phạm hại anh để trả thù. Mỗi lần nhắc đến những chuyện đó, Đạt cứ nhìn chăm chăm vào mặt vợ, khiến lòng cô ta vô cùng hỗn loạn.
Tuy vậy, có một lần Ái Liên mạnh dạn nói với Đạt. Anh à, nhà mình cả ngày mọi người đều đi làm, đi học, chỉ có một mình dì Hiền ở nhà. Cửa các phòng trong nhà đều không có khóa, dì Hiền muốn làm gì mà không được, hay chính dì Hiền đã tráo đổi thuốc của anh? Em nói cũng có lý đó, nhưng mà sao em nghĩ được là có người tráo đổi thuốc của anh? Các thuốc đều được mua sau khi đi khám, đáng lẽ mình phải nghi có vấn đề từ quầy thuốc mới đúng chứ. Dì Hiền đâu biết có khả năng tạo ra thuốc giả để đổi đâu, với lại dễ đâu có hận thù gì với anh. Thì có khi có người đứng đằng sau lưng của dì Hiền sai khiến dễ làm chuyện đó. Theo em thì ai có thể làm cái chuyện đê hèn như vậy chứ? Thì những kẻ muốn chiếm đoạt địa chỉ của anh. Có thể như vậy lắm. Anh phải gọi bà Hiền đến điều tra rồi đuổi việc bà ta luôn đi. Em nghĩ là bà Hiền làm thiệt à? Vậy anh nghĩ coi còn ai vô đây? Đạt cười chua chát. Em có nghi ngờ gì tới anh Năm không? Ái Liên giật mình, ngồi nhổm dậy, trong ánh mắt cô dường như bao trùm sự sợ hãi. Tuy vậy, cô vẫn bình tĩnh hỏi lại chồng. Sao anh lại nghi ngờ anh Năm? Chú ấy là bạn của anh mà. Năm là người mua thuốc cho anh hàng tháng mà. Nhưng mà mỗi tháng anh ấy đưa thuốc về đều nguyên vỉ, nói như anh ta làm sao mà làm thuốc giả được. Tự nhiên Đạt cười lớn. Anh giận chút thôi, coi em kìa, đã lo lắng lắm rồi hả? Anh làm sao có thể nghi ngờ người anh em của mình được chứ? Ái Liên biết không phải tự dưng mà Đạt nói như vậy, cô bắt đầu đề phòng. Mỗi đêm, cô không dám sang bên công ty để gặp Năm, cũng không dám liên lạc với Năm qua điện thoại như trước. Ái Liên không hề biết Đạt đã biết chuyện cô đã lén lút mua Gardeno và cho anh uống hàng đêm. Nếu Ái Liên chịu nhận việc làm của mình và giải thích xác đáng, thì dù không biết thực hư như thế nào, Đạt cũng thấy có cái cớ để cho qua mọi chuyện. Đằng này, Ái Liên để đổ lỗi cho bà Hiền, làm cho Đạt bắt đầu thấy kinh tởm cô hơn. Từ bao giờ mà Ái Liên trở nên như vậy? Cô đã hoàn toàn khác với người con gái mà Đạt đã gặp lần đầu. Tại Đạt hay tại hoàn cảnh đã làm cho Ái Liên thay đổi như vậy? Thời gian gần đây, Đạt có vài lần nghe nhân viên bàn tán về mối quan hệ không bình thường của Ái Liên và Năm. Đạt không có muốn tin điều đó, nhưng những gì diễn ra trước mắt hình như đã chứng minh những lời đồn đoán là không sai. Anh thở dài, anh biết anh vẫn còn yêu Ái Liên. Nếu Ái Liên biết dừng lại, có thể Đạt cũng có thể tha thứ cho cô, dù tổn thương mà cô gây ra cho anh không thể nào lành lại được. Thời gian này, không hiểu sao, trong lòng Đạt luôn có dự cảm không tốt. Đạt đã tiến hành và nhanh chóng hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần cho ông Đường. Đạt chỉ giữ lại 24% số cổ phần, còn bao nhiêu Đạt đều lấy tên ông Đường. Lúc Đạt mới đổ bệnh, tình hình trong công ty rối ren, Quốc Hùng đã mua được 4% số cổ phần những người bán ra, nên bây giờ số cổ phần của Quốc Hùng đã là 15%, còn số cổ phần của ông Đường đã là 20%. Không dừng ở đó, Đạt đã tìm hiểu và làm việc với luật sư Trần Quân, một luật sư uy tín của thành phố. Đạt hãy còn là một trung niên tráng kiện. Ông Trần Quân không biết nguyên nhân vì sao anh nhờ ông lập di chúc. Tuy vậy, ông Quân cũng đã tư vấn cho Đạt những bước cần tiến hành khi làm di chúc và là người lập di chúc cho Đạt. Một tuần sau, di chúc đã được lập với sự chứng kiến của Quốc Hùng và chú Hòa là chú ruột của Đạt. Bản di chúc được công chứng và giữ tại văn phòng luật sư, trừ những người trong cuộc thì những người khác đều không biết việc lập di chúc, cả ba má của Đạt luôn. Trước mặt mọi người trong công ty, khác với lúc trước, bây giờ Đạt tỏ ra chăm sóc yêu thương hơn. Nhiều lúc có mặt mọi người, nhất là khi có Năm, Đạt lại cố ý hung lên má vợ, so so cái bụng bầu đã đến tháng thứ bảy. Ở các bữa ăn gia đình, Đạt luôn cố ý gấp thức ăn cho Ái Liên, luôn miệng dặn dì Hiền phải chú ý chế độ dinh dưỡng cho vợ anh. Thái độ đó của Đạt làm cho Năm thấy khó chịu. Tên Năm ghen với Đạt như thể Ái Liên là người đàn bà của anh ta. Hai tuần sau khi Đạt xuất viện, Năm đã đề nghị với Đạt để Năm ra ăn ở bên ngoài vì có một quán cơm mới mở gần ở bên công ty Hùng Đạt.
Đạt không có níu kéo lại như Năm vẫn nghĩ mà đồng ý luôn. Điều đó khiến cho tên Năm có phần lo lắng. Không lẽ Đạt đã nhận ra cái điều gì rồi chăng? Lòng đầy đố kỵ, tên Năm không còn xem Đạt là bạn, là người ơn như trước nữa. Hôm nay, Đạt cùng với ba má về quê ăn dỗ bà nội. Lúc chiều, Đạt đã điện thoại báo cho vợ biết anh sẽ ở lại nhà chú Hòa ở dưới quê luôn vì cũng đã uống khá nhiều, không thể tự lái xe về nhà được. Chưa kể sợ bị công an phạt mà còn sợ lái xe không có an toàn. Ái Liên như mở cờ trong bụng, bên ngoài vẫn tỏ vẻ tiếc nuối vì chồng không về nhà được. Cô nhắn tin hẹn gặp Năm sau giờ làm. Tất nhiên là tên Năm nhận lời ngay vì đã gần tháng nay hắn không có cơ hội gặp riêng với người tình. Tên Năm nôn nóng cuộc hẹn đến nỗi khi cho dê xe tải vào cửa hàng, may những người gần đó la lên, không thì tên Năm đã tông phải 8 người bốc chát đang đứng sau xe. Mọi người một phen hú vía vì lâu nay ai cũng khen Năm là tay lái lụa của công ty. Trong khi mọi người lo lắng như vậy thì tên Năm lại cười thầm trong bụng. Tình cờ một kế hoạch đen tối chợt lóe lên trong đầu. Nếu có cơ hội thuận lợi, nhất định tên Năm sẽ thực hiện. Hắn không thể chịu nổi cái cảnh người đàn bà của mình ân ân ái ái với người đàn ông khác, cho dù đó là chồng của cô ta đi chăng nữa. Tên Năm cũng không thể cho con của mình gọi tình địch là cha được. Tan giờ làm, Năm đóng cổng công ty. Vào trong nhà tắm rửa, thay quần áo thật lịch sự để sang bên nhà của Ái Liên. Năm đi ra đường, nhìn vào sân vẫn thấy chiếc xe đạp của bà Hiền dựng bên trong. Anh lững thững đi bộ đến quán ăn gần đó, gọi một dĩa cơm sườn rồi thong thả ngồi ăn. Cho tới khi có tiếng chuông điện thoại vang lên, anh ta lấy điện thoại trong túi áo ra xem thì là cuộc gọi của Ái Liên. Năm không ăn nữa, đứng lên thanh toán tiền, vội vã ra về. Cổng nhà của Đạt vẫn mở, Năm ngó trước ngó sau rồi lẻn vô. Thấy có chìa khóa sẵn ở cổng, hắn khóa lại rồi cầm chìa khóa vô nhà. Khi tên Năm vào phòng của Ái Liên, hai người hôn nhau đắm đuối. Cô ta quên luôn mình đang có thai, cởi quần áo của mình và cậu Năm ra. Hai người chuẩn bị làm tình thì có tiếng kẹt cửa và sau đó là tiếng cửa mở. Ái Liên hoảng hốt mặc lại quần áo ngủ, ra dấu cho tên Năm rồi bước về phía cửa phòng. Đạt đã đóng cửa lớn, anh đang đứng gần cầu thang. Khi Ái Liên mở cửa ra, Đạt đang đứng trên cửa phòng. Ái Liên khép cửa lại làm cho Đạt rất ngạc nhiên. Em làm cái gì vậy? Sao không cho anh vô? Ái Liên vẫn đứng trước cửa. Sao nói tối nay ở lại nhà của chú Hòa dưới quê? Đạt cúi người xuống ghé môi vào tai vợ. Nhưng mà bây giờ anh lại muốn về, không được à? Rồi anh xô cánh cửa phòng ngủ bước vào trong. Thấy trong phòng chỉ có ngọn đèn ngủ yếu ớt. Đạt bật công tắc tất cả các ngọn đèn lên. Ái Liên sợ hãi bước vào theo. Đạt nhìn quanh không thấy gì. Anh đến tủ âm tường mở cửa ra. Nhìn vào bên trong, Ái Liên đi theo chồng miệng hỏi. Anh làm cái gì vậy? Đạt nhìn thẳng vào mặt của vợ. Em ở trong phòng một mình à? Còn có ai đây không? Còn một người đàn ông. Mặt Đạt đỏ bừng. Còn một thằng đàn ông? Em thật là to gan bằng trời, dám dẫn đàn ông vào phòng ngủ. Em gọi hắn ra đi. Gọi làm cái gì nữa? Trong phòng này không phải đang có em và anh sao? Anh còn muốn gọi ai? Đạt nhìn vợ dò hỏi. Em nói thật chứ? Chỉ có anh và em thôi hả? Hôm nay anh sao vậy? Đạt tằng hắn một tiếng, rút điện thoại ra chuẩn bị bấm số. Ái Liên bước đến giật cái điện thoại trên tay chồng. Anh gọi điện cho ai? Đêm khuya rồi đừng làm phiền người ta. Gọi điện cho người đàn ông đang ẩn núp trong cái nhà này, chỉ cần chuông reo anh sẽ biết anh ta đang ở đâu. Anh đang nghi ngờ em phải không? Anh thấy có đôi dép người đàn ông trước cửa. Anh say rồi, là dép của anh mà. Thiệt không? Tự dưng Ái Liên nhìn thẳng vào mặt chồng. Tụi mình ly hôn đi. Đạt hơi bất ngờ. Em nói cái gì? Ái Liên nghẹn ngào. Anh không có tin tưởng em. Anh nghi ngờ em. Vậy thì chúng mình còn sống bên nhau làm cái gì nữa?
anh viết đơn đi, em sẽ ký cho. Đạt rít lên. Nếu em đã muốn vậy, thì anh sẽ thành toàn cho em. Ngày mai anh sẽ viết đơn, em hài lòng chưa? Anh sẽ trả tự do để em đến với người đàn ông các em yêu. Em là đồ phản bội, rồi em sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Anh sai rồi. Anh có bằng chứng gì mà cho là em phản bội, hay anh có người đàn bà khác nên bây giờ mới về đây làm loạn? Em mệt mỏi lắm rồi, không có chịu đựng được nữa. Đạt đến gần Ái Liên, đưa tay nâng cầm cô lên. Em không chịu đựng được nữa thì nên đi tìm tình mới phải không? Ái Liên hất tay Đạt ra, nhưng không được. Hai ngón tay của Đạt như một cái gọng kìm ép chặt mặt cô. Ái Liên hét lên. Đồ vũ phu, anh có buông tôi ra không? Đạt từ từ buông tay. Anh đi vào trong phòng tắm, nói giọng ra. Em hãy nói với người tình của em trốn kỹ đi. Nếu tôi mà bắt được hắn, tôi sẽ không có tha cho đâu. Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên. Ái Liên nhìn quanh, bỗng thấy một cái đầu từ ở dưới giường nhô ra. Ái Liên đến đứng ở cửa phòng tắm, ra hiệu cho Năm thoát ra ngoài. Năm len lén đi ra theo cửa sau. Một lát, Ái Liên ra chốt cửa lại. Trong lòng vẫn còn bàng hoàng về cái chuyện mới xảy ra. Rõ ràng là Đạt đã nghi ngờ cô rồi. Cô lên giường, nằm quay mặt vào trong, nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiếng cửa phòng tắm mở ra, rồi tiếng dép lẹt quẹt đi trên sàn nhà, xa dần. Ái Liên quay người lại, hé mắt ra nhìn. Đạt vừa đi ra khỏi phòng, bước chân của anh tiến về phía cầu thang. Ái Liên thở dài, chờ đợi Đạt sẽ quay trở lại. Nhưng 30 phút, rồi một tiếng đồng hồ, 2 tiếng đã trôi qua, vẫn không thấy Đạt quay trở lại. Có lẽ Đạt đã ngủ trong phòng khách. Ái Liên rón rén bước lên lầu, hai đứa trẻ đã ngủ. Cô đến phòng khách nhẹ nhàng mở cửa, nhưng không được vì đã bị chốt ở bên trong. Hôm sau, Đạt đi làm sớm. Khi Ái Liên lên phòng khách ở trên lầu, đã không thấy bóng dáng Đạt đâu. Chiếc xe Mazda không có trong gara, không biết Đạt sang chi nhánh 2 hay là... Ái Liên thấy sợ. Nếu anh nhờ luật sư tư vấn về chuyện ly hôn thì sao? Hôm qua, Ái Liên đề nghị ly hôn chỉ vì nghĩ là Đạt sẽ không đồng ý. Ai ngờ anh chấp nhận một cách dễ dàng như vậy. Ái Liên thấy lo. Mất Đạt là cô mất tất cả. Cô không thể đến với Năm vì dù gì Năm đang có vợ. Ái Liên sang công ty làm việc. Mặt cô xuống sắc đến nỗi Lâm Thanh phải kêu lên. Chị sao vậy? Chị bệnh phải không? Bệnh thì nghỉ một vài hôm đi. Chị không có sao mà. Năm đi ngang qua liếc mắt nhìn vô. Tối hôm qua, nằm dưới gầm giường, Năm đã nghe toàn bộ câu chuyện của vợ chồng Đạt. Mấy lần anh đã định bò ra khỏi giường, nhưng rồi vì nghĩ đến Ái Liên, anh ta lại vẫn nằm yên. Năm biết Đạt đã gần như biết quan hệ của vợ anh với Năm. Chỉ 2 tháng nữa, Ái Liên đã sanh con. Tên Năm tưởng tượng ra cảnh Đạt ẵm đứa bé, ôm hôn nựng nịu mà cảm thấy khó chịu trong lòng. Bây giờ nhìn Đạt, Năm chỉ thấy căm hận vô cùng. Ngày trước, Năm đến với Ái Liên chỉ vì muốn tìm cảm giác lạ. Cô ta lại quá xinh đẹp. Nhưng đến bây giờ thì tên Năm biết anh ta đã thực sự yêu Ái Liên. Vì Ái Liên mà anh ta có thể làm tất cả mọi chuyện. Năm không muốn nhìn người đàn ông khác âu yếm Ái Liên. Lòng ghen tuông đã làm cho tên Năm mở mắt. Hắn chợt nhớ đến kế hoạch hôm trước mình đã nghĩ ra. Nhất định chờ cơ hội đến, anh ta sẽ thực hiện ngay. Tên Năm nghĩ đến lúc Ái Liên và anh ta đã là vợ chồng, mắt anh ta sáng rỡ niềm vui man rợ. Tên Năm cũng nghĩ luôn đến cái chuyện sẽ tìm cách ly dị với người vợ dưới quê, dù anh ta biết sẽ bị má anh ta phản đối. Từ hôm đó, tên Năm luôn trình chờ cơ hội. Nhưng mấy ngày rồi, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần trôi qua nữa, cơ hội vẫn không đến với hắn. Khi tên Năm không còn hy vọng gì nữa, thì buổi chiều đó, hắn nhận được lệnh nhận hàng về nhập. Lúc hàng được đưa lên xe tải, thì đã đến giờ tan làm của nhân viên. Trên xe chỉ còn có Năm với 2 người bốc vác. Nhưng tiện đường, tên Năm đã cho họ về nhà, nói hàng để ngày mai bốc vác vào kho cũng được. Khi đến cổng vào công ty,
Tên Năm lái xe vòng ra trước để lùi vào cổng. Đạt từ nãy đã nhắn tin cho Năm biết là anh sẽ đợi xe của Năm ở trước cổng công ty. Đạt thấy có chút áy náy vì phải điều Năm lái xe sau giờ hành chính. Khi tên Năm lái xe vào cổng, Đạt đưa tay lên vẫy vẫy với Năm rồi mỉm cười. Còn tên Năm thì vừa nhìn thấy Đạt, tự dưng tay cầm vô lăng của anh ta rung lên. Năm nhắm mắt lại, dẫn cho xe lùi lại chỗ Đạt. Tiếng của Đạt hét lớn. Dừng lại được rồi, Năm. Tên Năm cho xe dừng lại. Đạt vừa đưa tay sờ vào cái thùng xe thì nhanh như chớp, tên Năm rồ máy cho xe lùi thật nhanh. Đạt bất ngờ quá không tránh kịp, có tiếng va chạm mạnh, tiếng hét lớn. Nhưng tên Năm vẫn tiếp tục cho xe lùi gần sát mái che ở bên ngoài cửa hàng. Bỗng một tiếng kêu thất thanh vang lên. Ái Liên từ bên trong bước ra, cô đứng sững trước cửa. Tên Năm cho xe chạy tới phía trước khoảng 1 mét, rồi lại ve lui xe tông vào Đạt thêm một lần nữa. Sau đó, Năm mới tắt máy, mở cửa xe nhảy xuống. Ái Liên tận mắt nhìn thấy tên Năm ra tay hại Đạt. Anh làm cái gì vậy, anh Năm? Tên Năm đi đến gần bên Ái Liên. Em nghe nói đi, anh làm tất cả cũng vì gì em. Nhưng mà anh đã giết người, anh sẽ bị tù tội, em không có muốn như vậy đâu, anh mau trốn đi thật xa. Tên Năm lắc đầu. Anh không có muốn trốn đâu, là anh vô ý, không phải cố ý đâu, anh sẽ đi tù và sẽ trở về bên em. Không, anh trốn đi, mau lên. Anh xin lỗi. Vừa nói tên Năm vừa đưa tay lên, chặt vào sau gáy của Ái Liên với một lực vừa phải. Lập tức cô ta ngã xuống. Tên Năm đưa tay ra đỡ, nhưng không kịp, Ái Liên đã té xuống nền đất và ngất xỉu. Tên Năm bồng Ái Liên đặt nằm ngay ngắn trên bậc thềm, rồi anh ta chậm rãi bước đến chiếc xe tải, cúi xuống thi thể của Đạt đang nằm dưới gầm xe. Chắc chắn Đạt đã chết rồi. Chân trái của Đạt bị lớp xe đè lên, đầu bể toát, một dòng máu chảy từ đỉnh đầu xuống, nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng nhìn Năm. Đột nhiên, tên Năm thấy một luồng khí lạnh chạy theo dọc sống lưng. Khi lùi xe tông chết Đạt, Năm chỉ thấy lòng ghen tức hận thù tràn ngập ở trong lòng. Nhưng bây giờ Đạt đã chết, anh ta lại thấy có chút không nỡ, dù sao Đạt cũng từng là người ơn của hắn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Trả Giá, tác giả Phạm Xuân. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 6.